Để làm được món gỏi măng cụt, ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đến 500g thịt gà, đến 1kg măng cụt, đến hành tây, cà rốt, rau răm, húng quế, đậu phộng rang, hành phi, đến chanh, tỏi, ớt, đến gia vị, giấm, đường, nước mắm, muối. Sơ chế măng cụt. Cách chọn măng cụt làm gỏi. Măng cụt, bạn nên chọn những trái vừa chín tới, vỏ còn xanh để có độ giòn và vừa chua, vừa ngọt. Trước tiên, bạn ngâm măng cụt vào một thau nước muối loãng cho sạch mủ, rồi dùng dao có mũi nhọn gọt từ từ, lớp vỏ bên ngoài để lấy phần ruột bên trong. Sau khi lấy măng cụt ra, bạn rửa bằng nước muối một lần nữa rồi cắt khoanh vừa ăn. Kế tiếp, pha một thau nước với nửa thìa đường, nửa muỗng canh giấm, rồi ngâm măng cụt để trong tủ lạnh cho giòn. Khi trộn gỏi thì vớt ra và để ráo. Thịt gà, sau khi mua về bạn sơ chế thật sạch rồi cho vào nồi luộc. Đổ nước cho ngập gà và thêm vào đó một thìa cà phê muối cùng 2 củ hành tím, rồi luộc khoảng 20 phút. Khi gà chín thì lấy ra, để nguội rồi xé phay. Kèm theo một số nguyên liệu khác, hành tây bóc vỏ, rửa sạch rồi thái khoanh, cà rốt bào vỏ, rửa sạch rồi thái sợi, rửa sạch rau thơm rồi băm nhuyễn, ớt thái lát. Công thức pha nước mắm chua ngọt để trộn gỏi gà măng cụt: nước cốt một quả chanh, 3 thìa đường, 1 thìa nước mắm, tỏi và ớt băm. Bạn cho tất cả các nguyên liệu gồm thịt gà, măng cụt, rau củ vào và trộn như trộn gỏi thông thường. Dưới nước mắm lên và trộn đều một lần nữa. Cuối cùng, cho hành tím phi và đậu phộng rang vào, cho ra đĩa rồi thưởng thức. Chúc các bạn thành công!